bạn bệnh 82 tuổi mà được Chúa chữa nhiều bệnh lắm. Chúng ta amen. Rồi, bà hiện diện đây và khỏe như thế này, 82 tuổi là đã rõ ràng đó là cái ơn rồi, phải không thưa anh chị em? 82 tuổi mà lên nói dậy to, rõ, giọng, khỏe như vậy, đấy là cái ơn lớn lắm rồi. Còn bà cụ, năm nay bà cụ bao nhiêu tuổi? Thưa cha, năm nay con 70 tuổi, con được ơn theo cộng đoàn, con được ơn của Chúa ban cho như vậy nè. Năm ngoái con bị bệnh sỏi thận mà một bên thì 17mm, một bên 20mm. Bác sĩ con bảo phải đi mổ càng nhanh càng tốt, nhưng mà vì con có thân một mình, con thứ nhất là con không có tiền, thứ hai là không có ai phục vụ cho, thì con cái đau đớn quá thì con đi, con rổ ra con đòi đi nằm xuống sân Chúa. Thì có một người em thì họ cũng phải bắt buộc mà chịu cho con đi, thì con đi với dân làng ấy, cũng không có người khác, không có người phục vụ cho, thì con về thì bác sĩ siêu âm cho con thì coi như là mất đi hai viên sỏi, lúc nào con không biết nữa. Mà chú bảo là còn tích nước, còn một tích nước nữa thì con cũng còn phải chịu. Cho đến bây giờ thì con cứ cầu xin Chúa, một năm nay rồi thì bây giờ chú cũng chưa cho con hết, còn một tí nữa với mẹ con. Còn tí gì? Còn tí mà bị tích nước ạ. Với này cái tay con nó chưa bù đi vậy này, mà con đi khấn hồng không cho Chúa thì về. Con nghe một lời cha chia sẻ thì cứ từ từ nó êm đi vậy nè. Thì lúc mà đến con không chảy được đầu, mà không gắp được mà ăn nữa. Vậy là đến lúc đi làm hướng sót Chúa về đến tối mà con chỉ từ từ con gắp được, con ăn. Thưa cha, hết con để cho người khác, kiểu con lấy nhiều. Về gắp ăn được chưa? Thưa cha, con ăn được rồi ạ. Chảy đầu được chưa? Thưa cha, con chảy đầu được rồi. Thì bà ở với ai? Thế cha, con ở có một mình thì không có ai hết, về bố mẹ con ở nhà con phục vụ bố mẹ con, mà chú các bố mẹ con về rồi, bây giờ còn có một mình con này. Có ông thôi. Thế cha, con không, con ở một mình, con ở với bố mẹ con mà. Bà ở nhà phục vụ bố mẹ, cho bà chồng có tay nữa thì anh chị em. Bố mẹ còn sống không? Bố mẹ con chúa các, về bố con các 15 năm nay rồi, còn mẹ con thì vừa 10 năm. Còn bây giờ bà ở với ai? Con ở có một mình con ạ. Cứ như vậy một mình một nhà. Rồi tặng cho bà cái máy để tối nằm nghe cho đỡ buồn nhá. Ừ. Rồi tối bà nghe nhá. Rồi.